Hiện tại mình đang có mặt tại khu vực các cầu thủ câu lạc bộ Hải Phòng đang tập luyện. Các cầu thủ đang có những bước chạy thư giãn để chuẩn bị cho buổi tập. Nhìn chung tình hình là lực lượng của đội bóng Hải Phòng vẫn ổn định. Cho anh thử việc. Đây. Hoài Dương rồi. Dễ. Dương Văn Khoa. Em mua hơn 2 triệu. Lương Xuân Trường. Ừ. Trần Mạnh Hùng. Vũ Nguyên đây. Các cầu thủ với tâm lý thoải mái lắm. Ngày mai 18 giờ các cầu thủ Hải Phòng sẽ có một trận đấu giao hữu với đội Thanh Hóa trên sân Lạch phân toàn đây. Phân toàn cũng như là team thủ môn đang chơi mạng. Anh trưởng vào ông ngắm em à? Ôi giời. Quá đẹp. Tìm gì tìm là chứ anh quan.